Kính Auto-Kay chữa cận thị không cần phẫu thuật. Auto-Kay là thương hiệu kính tiếp xúc cứng của Mỹ có tác dụng phá cận sau một đêm. Chỉ cần đeo kính khi đi ngủ, bạn sẽ nhìn rõ mọi thứ vào ngày hôm sau. Auto-Kay giúp dừng tăng độ cận, không làm khô mắt, loại bỏ sự khó chịu của gọng kính, nhất là với trẻ khi chơi đùa. Sử dụng kính Auto-Kay tại phòng khám Hoa Lư Hà Nội, bạn được hỗ trợ khám và tư vấn, bảo hành trọn đời, bảo dưỡng miễn phí. Chi tiết liên hệ phòng khám đa khoa Hoa Lư Hà Nội, số 44 Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Kính Auto-Kay chữa cận thị không cần phẫu thuật.